Hôm nay chúng ta cùng xem các bạn xỏ những cái hạt ngọc trai á, xỏ lại thành cái đầu móc chìa khóa đó, tùy theo cái hình mà đa số là các bạn sẽ làm cái hình tròn. Chúng ta cùng xem nè. Không phải chỉ có những cái bạn nữ khéo tay thì mới thích xỏ những cái móc chìa khóa này, mà kể cả những cái bạn nam, các bạn có khi còn khéo tay hơn cả những bạn nữ nữa đó. Thấu qua hết ba mặt trên này, ba mặt trên này thôi. Là luôn luôn ba cái luôn. Ừ. Mấy đứa xỏ cho cô cái trang sức gì đó coi mấy đứa. Dù đeo chiếc vòng hay là đeo cổ hay là đeo lỗ tai, đeo bông cũng được nữa. Như này qua đây cặp bê hả? Cái đó cái làm sao ta, sao mà xỏ thành cái đầu bông? Qua đây cặp bê hả Như? Em muốn cặp bê đứa nào? Nam làm món gì vậy? Em làm món gì vậy Nam? Món đó là món gì vậy? Mở ra coi. Không biết nữa con. Chứ nó là cái gì? Nghi này làm cái vòng tròn hả? Mấy đứa làm cho cô cái gì đó mà đeo lên người được cái coi. Cái đầu bông cũng được nữa. Này là sản phẩm là hoàn chỉnh rồi hả? Này là hoàn chỉnh rồi hả? Ủa mấy tụi nó nói bóp mà nó mềm mềm vậy là bị trật đúng không? Ủa trật rồi. À cái này cứng hơn nè. Đẹp quá. Ôi mấy cái hộp màu xanh này đẹp quá. Đó ai làm? Em. Em của em hả? Đúng rồi, em của em. Là anh nào? Là bạn này. Sao không làm nữa đi, xong rồi hả? Nhóm này giỏi quá vậy. Phấn làm chưa xong nữa hả? Trời ơi, này làm thành cái gì? Cái vòng tròn luôn hả? Làm vòng tròn gì, người ta vòng tròn người ta xong cái khóa luôn rồi, còn em gì mới cái tay đó. À, làm hai cái rồi. Còn của em đâu? Em làm chung. Làm chung hả hai đứa? Đều làm không chứ em có làm gì đâu mà em nói làm chung. Em ngồi em cầm giùm nó hả? Em dục ở nhà rồi. Lan làm cái gì? Lan cái vòng tròn luôn hả? Tấu đâu? Sản phẩm của Tấu đâu? Chưa xong mà. Xong rồi con mất khóa. Mất ráng chịu. Nè cô cho em nè, lấy nào đi. Khỏi làm. Ôi hai cái luôn. Đẹp quá. Ôi mấy cái hộp này nó đẹp gì đâu luôn á. Ờ trời ơi thiệt. Ngọc trai. Ờ cái này cũng đẹp nữa nè. Ngọc trai. Ôi ơi đẹp. Đẹp quá. Làm bao lâu thì được một cái Như? Biết nữa hả? Ờ tại em đâu biết, nãy có thấy em qua bên kia cặp bê mà. Chốt làm bao lâu thì được một cái? Em chỉ tầm 5 phút. Cái gì? Nhiều. Chắc là phút không? 5 phút quá hả? Tấn là nửa tiếng hả? À. Nghe nửa tiếng mình cười dở. Đây.
Trèo làm bao lâu thì được một cái trèo? Dạ. Làm bao lâu thì được một cái? Tiếng là được một cái rồi con. 1 tiếng hả? À, một tiếng hả? À. Ờ sao tự nhiên cái chọn nó hộp màu đen sao mà nghe nó không có tươi tắn gì hết vậy? Em làm lại mà. Ý là sao hộp màu đen á? Màu đen đẹp nhất. Em làm sao em cũng háo ra mà tại đen em. Ngọc trai đen thì đúng là nó mắc đó, nhưng mà hộp này màu đen, ở này cũng ngọc trai. À, cái này nó thêm có một cục gì không có đẹp, phải thêm bên đây cục hay là đây cục gì đó. Chứ tự nhiên có cục. Nghĩa là tay nghề em chưa cao. Chứ sao có. Trời ơi, ngọc trai đen. Ok. Này không có đẹp, phối nào không có đẹp. Bình bông hả? Mừng cái cải. Không biết đang làm gì. Cái này cái gì? À, cái vậy nè, nó nằm xuống vậy nè. Cái con gì á, bạch tuộc hay gì đó nè. Cũng hợp lý chứ. Đó. Đó, bạch tuộc á. Trời ơi, bà tuột hai sừng hả? Mới được hai cái râu. Còn 6 cái râu nữa. Ừ, còn có 6 cái râu nữa sừng hả? Còn Kiều Ngân làm gì sống làm đi. Hả? Ra sản phẩm đâu đưa cho cô coi chị. Bình đâu? Cái bình bông hả? Cắm trà. Ồ, cái ấm trà hả? Này là cái ấm trà. Thì gần ba ấm trà, còn con Yến thì nó lại mây cái gì con chó. Còn Sưng là làm sao cho nó tỏ hình con Sưng á. Sản phẩm mini đó. Ồ, cái này là hai mắt rồi bên kia là cái gì? À có một cái. Hai mắt nè. À. Hai cái nhỏ. Đó. Này cái ấm trà. À mà Ngân em không chọn cái màu sao cho nó đối lập á, cái nó ra nó dễ thấy cái ấm trà hơn. Nổi lên. Dạ, để lúc đó chưa có màu gì hết. Một còn nổi. Nếu mà làm màu cam thì được á. Còn nám. Nổi mấy bạn thì màu cam. Nám làm cái tấm thảm, tấm đệm để ngủ kìa. Nám làm trái tim mùa đông. Chứ không phải cái tấm đệm hả? Bình thường là ngủ không có nệm, nó nằm dài trên ghế nó ngủ, cho nên giờ nó làm cái nệm để dễ ngủ. Nhìn cái này mình muốn rối luôn mà. Quy trình kết hạt quả cầu. Bước 1. Bước 2. Bước 3. À. Thôi nhìn cái này mình cũng không có hiểu được đâu. Cho phỏng vấn cá coi. Em thấy cái môn kết hạt này em có thích không? Có hả? Em có dự định là sau này mình sẽ kết hạt xong rồi đi bán sản phẩm không? Em có nghĩ là cô thấy dạy chỉ có cái món này rồi em nghĩ là em có thể tìm tòi để mà thắt thêm nhiều cái món khác không? Tìm tòi nào? YouTube hả? Lên hả? Có không? Có hả? Sơn có yêu thích môn này không Sơn? Có hả? Giờ dự định là sẽ thắt cái gì tiếp theo? Dạ, giờ em đang thắt tôm mực ạ. Tiếp theo thì em muốn biết em sẽ thắt cái gì. Nhưng mà ý là em phải nhìn lý thuyết làm hay là tự nhiên là thắt được luôn? Dạ, có cô phí chị. À, nhưng mà lần sau là tự thắt được luôn hả? Nghi có thích môn này không Nghi? Dạ, có hả? Rồi cái hình của em là hình nhon gì ở đâu rồi? Hình tròn vậy thôi hả? Em có dự định là em sẽ tìm hiểu trên YouTube để mà biết thêm mấy cái hình khác không?
Đó hả? Ok. Ngân có thích môn này không Ngân? À, rồi giờ định thắt về để tặng cho người yêu. Không có. Là không có tặng hay là không có người yêu? Không có người yêu. Ủa thì mình tặng cho bạn cũng được dạ. Nó nè, tặng cho tôi kìa. Em dự định là cái bài thi của em là sẽ đạt mấy điểm trong cái môn này nè? 9 điểm. Sao có 9 à, chứ còn điểm là trừ điểm gì? Điểm bị lỗi hả? Ủa bị lỏng hả? Thì giờ mình biết mình lỗi ở đâu thì mình khắc phục chỗ đó đi, tới tuần sau mới thi mà. Trời ơi, mình biết là mình sai chỗ đó mà mình để luôn đó. Em có thích cái môn này không Như? Dạ. Có thích môn này không? Có, nhưng mà có nhiều lúc nó hơi khó nên cũng hơi bực bội. Khó nên hơi bực bội. Rồi em làm gì để hết bực bội? Thì em làm không được, em bức thôi làm lại. Ý là khi mà bực bội thì em làm gì? Dạ thì em cứ ngồi em dục nó xong chứ nữa em thấy em không làm, em thấy em thì nghĩ em làm được thì em làm tiếp. À, ý là bực bội thì đem dục nó đi hả? Tưởng đâu là xả đi đâu chứ. Xả đâu được cô, Tú Quỳnh Như nó có khi nào mà em chứng kiến là nó xỏ không được, nó bực bội chưa? Nó làm cái gì? Nó đập đồ mà. Nó ngồi nó nhăn với nó quăng đồ dằn mặt. Ờ, nó quăng nó dằn mặt. Em có thích môn này không Tú? Hơi hơi hả? Con đang làm cái tên tặng bồ của cô. À, đang làm để tặng bồ hả? Chốt có mê bộ môn này không Chốt? Dạ, 50-50 cô. 50-50 hả? Là ý là bắt thì làm, còn không bắt thì thôi đúng không? Cái gì chứ? Đĩa bài. Đĩa bài. Đấy em làm đại tự nó ra cái hình đó thôi. Đâu, sáng tán hả? Không, để hồi tao chỉ làm sao đi. Tao chỉ không lẽ. Hào em có mê cái này không? Mê môn này không? Tạm tạm hả? Vy có thích môn này không Vy? Dạ cũng khá khá. Khá khá hả? Tướng Anh. Tướng Anh. Em có thích môn này không? Dạ thích. Thích, vui. Tướng Anh làm hơi rồi, ví dụ như sau khi học xong cái môn này á, mà lúc nghỉ hè rảnh thì em có nghĩ là tự em sẽ tìm tòi cái khác để em thắt không? Có. Việt Anh có không? Em môn này em thích liền không còn. Vậy là bị em bị ép buộc học môn này hả? Học cho đúng. Nhưng mà từ nãy giờ cô phỏng vấn 10 bạn rồi thì hết 9 bạn mê rồi, còn có mình em không mê rồi. Như vậy là sao ta? Làm cho có. Vậy là em dự định là cái vài bữa nó thi là cái môn này là em sẽ được bao nhiêu điểm? Thôi, để dành nộp bài thi đi, đưa cho cô rồi vài bữa không có bài thi. Rồi,